Nam Hàn tổ chức tuần hành phản đối Bắc Hàn, Bộ Thống nhất kêu gọi bình tĩnh, tin từ hãng thành. Các thành viên của nhóm nhân sự Nam Hàn đã tổ chức một cuộc tuần hành chống Bắc Hàn trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap ngày hôm nay đưa tin Nam Hàn đang gia tăng giám sát hoạt động của Bắc Hàn. Khoảng 30 người biểu tình đã tập trung tại trung tâm thủ đô Hãng Thành và đốt một tấm hình biếm họa của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Chánh Ân. Bình Nhưỡng thường thử hỏa tiễn tầm ngắn Scud, nhưng thế giới chưa biết rõ về hỏa tiễn tầm xa Musudan và Nodong của Bắc Hàn. Hỏa tiễn Musudan được cho là có tầm bắn từ 3.000 đến 3.500 cây số. Bắc Hàn cho biết họ sẽ nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Hôm qua, Bình Nhưỡng cũng đã nói những người nước ngoài nên rời khỏi Nam Hàn để tránh bị vướng vào một cuộc chiến tranh nguyên tử. Trước đó, họ cũng đã cảnh báo các nhà ngoại giao tại Bình Nhưỡng nên chuẩn bị rời khỏi đây. Sáng nay, đường phố tại thủ đô Hãng Thành vẫn đông đúc như bình thường. Trước đó trong ngày, Bộ Thống nhất của Nam Hàn cho biết không cần phải quá quan ngại về chiến tranh tâm lý của Bắc Hàn. Bộ này cũng đã cam kết sẽ bảo vệ công nhân và tài sản của Nam Hàn tại khu công nghiệp Kaesong.